Nga liên tục đập tan nỗ lực phá cầu của không quân Ukraine. Trung tài phiệt Ukraine Ihor Kuromoisky bị bắt vì rửa tiền. Châu Âu đang bị cuốn vào khủng hoảng kép nhưng có thể tránh suy thoái. Nước đi của Nga khiến nhiều nhà đầu tư phương Tây mất trắng. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin. Nga liên tục đập tan nỗ lực phá cầu của không quân Ukraine. Nỗ lực đánh sập cầu eo biển Kerch tới Crimea của Ukraine đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ quân đội Nga. Theo TASS, lực lượng Nga vừa ngăn chặn thành công nỗ lực đánh sập cầu eo biển Kerch tới Crimea của Ukraine khi đã phá hủy một máy bay không người lái của Kiev trên biển của Ukraine. Vào ngày 1 tháng 9, quân đội Ukraine đã 3 lần tấn công vào cây cầu chiến lược quan trọng của Moscow, nhưng đều thất bại do Nga đã bố trí một hàng không ngự vững trên biển. Nhiều nguồn tin cho biết phương Tây đã hỗ trợ nỗ lực phá hủy cây cầu bằng các phương tiện trên không. Trong đó, một loạt máy bay của Mỹ được quân đội Ukraine sử dụng để thăm dò lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine trên chiến trường miền Nam như máy bay Global Hawkfrost 2 RQ-48, máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, máy bay CL-60 Artemis và EP-3E Ares 2. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tỏ ra vượt trội khi liên tục đẩy lùi nỗ lực phá hủy cầu có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng với Moscow này. Cầu của eo biển Kerch nối đất liền Nga với Crimea là tuyến đường quan trọng cho các hoạt động quân sự Moscow tại Crimea, Kherson và Zaporizhia. Mỹ và phương Tây buộc phải phá hủy cây cầu này nhằm cắt đứt tuyến đường quan trọng của quân đội Moscow, cũng như đạt được mục tiêu lật ngược tình thế trong cuộc chiến tại Ukraine. Mọi thứ dường như không mấy khả quan khi quân đội Ukraine liên tục thất bại trong các cuộc phản công nhằm chọc thủng hệ thống phòng ngự của Nga tại khu vực Kherson và Zaporizhia, cũng như chiếm lại Melitopol. Quân đội Kiev đã mất một lượng thiết giáp đáng kể và chịu thương vong nặng nề. Đặc biệt, nhiều đơn vị thiện chiến bậc nhất cũng liên tiếp thất bại trước người Nga. Hiện tại, mục tiêu của Moscow là cố gắng ổn định lại thế trận, tạm dừng các giao tranh căng thẳng và tranh thủ thời gian để Ukraine có thể huy động lực lượng mới, huấn luyện và tân trang lại quân đội. Dự kiến quãng thời gian để thực hiện kế hoạch này lên đến từ 6 tháng đến 1 năm. Phương Tây tin rằng kế hoạch này có thể thực hiện được do Nga vẫn đang bận chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào quân đội Ukraine. Mặc dù có nguồn tin cho rằng Nga sẽ triển khai một chiến dịch lớn tại khu vực Kupiansk, điều này vẫn chưa xảy ra do Moscow đang chờ đợi lực lượng Ukraine tiêu hao hơn nữa. Tuy vậy, Nga cần phải nhanh chóng quyết định chiến lược của mình nếu không muốn gánh chịu một số tổn thất hay sức ép từ chính dư luận nước này. Các cuộc thảo luận tại Moscow và trên mạng xã hội đều cho rằng Nga nên tấn công hạt nhân Ukraine. Một số khác nêu ý kiến về việc Moscow nên tấn công các kho tiếp tế ở Đức, Ba Lan và những nơi khác nhằm bóp nghẹt quân đội Ukraine. Thêm vào đó, việc Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Nga khiến người dân Moscow tức giận, thúc giục chính phủ phải có động thái đáp trả quyết liệt. Từ những lý do trên, rất có thể Nga sẽ đưa ra những động thái mạnh mẽ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine và phương Tây vào các công trình chiến lược quan trọng của mình, khiến cho xung đột, căng thẳng giữa hai bên ngày càng leo thang sau thời gian tạm lắng. Trung tài phiệt Ukraine Ihor Kuromoisky bị bắt vì rửa tiền. Động thái đáng chú ý chống lại một trong những doanh nhân quyền lực nhất đất nước. Việc bắt giữ Kuromoisky, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và là người ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử vào năm 2019, diễn ra khi Kiev cố gắng thực hiện một cuộc trấn áp tham nhũng thời chiến. Các luật sư bào chữa cho biết Kuromoisky sẽ kháng cáo khi đặt câu hỏi về tính hợp pháp của phán quyết này, nhưng ông sẽ không đóng tiền bảo lãnh gần 14 triệu đô la để được tại ngoại, đài truyền hình Radio Liberty đưa tin. Cơ quan an ninh Ukraine đã công bố vụ án chống lại Kuromoisky vào sáng thứ Bảy, đăng các bức ảnh trên Telegram chụp các nhân viên an ninh tống đạt các quyết định đối với Kuromoisky. Cơ quan này cho biết, trong một tuyên bố, đã xác định trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Ihor Kuromoisky hợp pháp hóa hơn nửa tỷ Ritvinas, 14 triệu đô la bằng cách rút chúng ra nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng dưới sự kiểm soát của ông ta. Sau phán quyết, Tổng thống Zelensky dường như ám chỉ vụ việc trong một bài phát biểu vào buổi tối, cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật đã thể hiện quyết tâm đưa vụ án kéo dài ra công lý. Ông nói, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không còn hoạt động kinh doanh thường lệ kéo dài hàng thập kỷ đối với những kẻ đã cướp bóc Ukraine và đặt bản thân lên trên luật pháp cũng như bất kỳ quy tắc nào. Luật pháp phải có hiệu lực. Kuromoisky được coi là một trong những tầng lớp đầu sỏ chính trị đã tích lũy được khối tài sản công nghiệp khổng lồ sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 và có sự ảnh hưởng lớn về chính trị và kinh tế.
Trước khi đắc cử Tổng thống, ông Zelensky nổi tiếng với vai trò một diễn viên hài và đóng vai Tổng thống trong một chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của Kolomoisky. Tổng thống Zelensky phủ nhận Kolomoisky có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chính phủ. Trong cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky đã thể hiện mong muốn trấn áp tham nhũng khi Kiev nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và hy vọng sẽ đảm bảo nhận được hàng chục tỷ đô la để giúp tái thiết đất nước sau cuộc xung đột không có hồi kết. Việc giam giữ Kolomoisky không phải là động thái đầu tiên trong thời chiến liên quan đến ông. Đầu năm nay, các quan chức an ninh đã khám xét nhà của Kolomoisky liên quan đến một cuộc điều tra riêng về tội tham ô và trốn thuế tại hai công ty dầu mỏ lớn nhất đất nước do ông sở hữu một phần. Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của ngân hàng hàng đầu Ukraine, Privatbank. Ngân hàng này đã được quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 như một phần trong nỗ lực làm sạch hệ thống ngân hàng. Ông sở hữu tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, bao gồm cả một kênh truyền hình có ảnh hưởng. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Kolomoisky vào năm 2021 do ông ta dính líu đến một vụ tham nhũng nghiêm trọng. Chính quyền Mỹ cũng cáo buộc Kolomoisky và một đối tác kinh doanh đã rửa tiền thông qua nước này. Kolomoisky phủ nhận mọi hành vi sai trái. Châu Âu đang bị cuốn vào khủng hoảng kép nhưng có thể tránh suy thoái. Châu Âu đang phải đối mặt với tác động của một cuộc khủng hoảng kép, nhưng khu vực này có thể tránh được suy thoái kinh tế. Ông Paolo Gentiloni, Ủy viên châu Âu về các vấn đề kinh tế, nói với CNBC hôm thứ Bảy. Tôi nghĩ chúng ta đang phải đối mặt với tác động của cuộc khủng hoảng kép. Ông Paolo nói khi đề cập đến tác động địa chính trị từ chiến sự Nga-Ukraine và tác động kinh tế sau đó đối với lục địa châu Âu. Ông nói, từ quan điểm địa chính trị, chiến sự tất nhiên cũng ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và toàn thế giới, nhưng từ quan điểm kinh tế, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến châu Âu và Đức nói riêng. Việc Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng ở châu Âu rằng khu vực này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, khu vực này đã có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng thay thế và một số chính phủ đã có thể cung cấp hỗ trợ cho người tiêu dùng đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, khu vực đồng euro cuối cùng đã tăng trưởng với tốc độ 3,5% vào năm 2022. Tổ chức này dự kiến tốc độ tăng trưởng 0,8% cho khu vực đồng euro trong năm nay và 1,4% vào năm 2024. Chúng tôi đã có một năm 2022 xuất sắc, tăng trưởng cao hơn Mỹ và Trung Quốc, ông Paolo chia sẻ với người dẫn chương trình Stephen Sedgwick của CNBC tại diễn đàn Ambrosetti. Ông nói, sự chậm lại bắt đầu từ quý cuối cùng của năm 2022 và nó vẫn còn đó, nhưng xin đừng gọi đây là cuộc suy thoái. Bởi vì tôi nghĩ chúng ta có thể tránh được một cuộc suy thoái. Chúng ta đang tránh suy thoái. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU sẽ công bố các dự báo kinh tế mới cho toàn khu vực vào ngày 11 tháng 9. Họ đồng thời sẽ đưa ra dấu hiệu về bức tranh tăng trưởng trong khu vực. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây đã làm dấy lên mối lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế trong khu vực. Ví dụ, hoạt động kinh doanh ở châu Âu giảm trong tháng 8 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Trong những tháng gần đây, lạm phát tại châu Âu đã giảm bớt, nhưng bộ dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số chung trong tháng 8 ổn định so với tháng trước ở mức 5,3%. Mặc dù thấp hơn so với đầu năm nay, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nước đi của Nga khiến nhiều nhà đầu tư phương Tây mất trắng. Dựa vào luật mới, các nhà đầu tư nước ngoài tại Nga sẽ có nguy cơ mất trắng tài sản và chuyển giao cho đối tác trong nước. Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9, luật mới của Nga sẽ khiến cho tài sản của nhà đầu tư phương Tây ở các công ty tại quốc gia này có nguy cơ bị tịch thu và chuyển giao cho các đồng sở hữu người Nga. Đây được xem là động thái răn đe mạnh mẽ của Moscow trước những lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phương Tây. Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật mới nhằm điều chỉnh một số nội dung pháp lý liên quan đến hoạt động của các tổ chức kinh tế quy mô lớn. Ngay lập tức, luật này đã gây chú ý với phương Tây bởi điều khoản loại trừ các nhà đầu tư thuộc quốc gia không thân thiện đang nắm cổ phần trong các doanh nghiệp quan trọng của Nga. Các cổ đông người Nga hoặc chủ sở hữu có lợi ích liên quan có thể nộp đơn lên tòa án Nga để loại các nhà đầu tư nước ngoài khỏi doanh nghiệp, chuyển giao lại cổ phần cho họ. Robert Breslau và Anna Kostunova, công ty luật Lalai của Thụy Sĩ cho biết, nhiều khả năng sau khi có hiệu lực, các nhà đầu tư thuộc những quốc gia đã trừng phạt Nga như Úc, Anh, Canada, thành viên Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Mỹ sẽ chịu thiệt hại nặng nề khi gần như mất trắng tài sản tại Nga. Theo đó, các chủ sở hữu phương Tây sẽ không chỉ mất quyền sở hữu mà còn không được phép bán cổ phần cho các tổ chức khác, mất quyền biểu quyết và thậm chí bị cấm tham gia các cuộc họp cổ đông. Mặc dù luật chỉ điều chỉnh các tổ chức quan trọng trong nền kinh tế Nga, nhưng các quy định về đối tượng bị áp dụng lại mở rộng với đa số doanh nghiệp của nước này.
Theo đó, luật áp dụng cho các cổ đông phương Tây có cổ phần hơn 50% trong các công ty có doanh thu hàng năm ít nhất 75 tỷ rúp, khoảng 782 triệu đô la hoặc 4.000 nhân viên trở lên. Nhờ vào luật này, các chủ sở hữu người Nga thiểu số sẽ dễ dàng đẩy các chủ sở hữu phương Tây chiếm đa số ra khỏi công ty và hưởng cổ phần của họ. Các cổ đông người Nga chỉ cần nộp đơn tố cáo các ông chủ phương Tây có hành vi phá hoại tài sản công ty hoặc trộm cắp, tòa án Nga sẽ lập tức giải quyết yêu cầu của họ. Đây không phải là phát súng thương mại duy nhất mà Điện Kremlin nhắm vào các công ty phương Tây. Vào tháng 4, ông Putin đã ký sắc lệnh cho phép chính phủ Nga tiếp quản các hoạt động của công ty năng lượng Uniper and Fortum, công ty năng lượng quốc doanh của Phần Lan. Tháng 7 năm 2023, Điện Kremlin đã ra quyết định cấm các hoạt động của nhà sản xuất sữa chua Pháp Danone và nhà sản xuất bia Carlsberg Đan Mạch tại Nga. Khi phương Tây cấm các hãng hàng không Nga sử dụng máy bay của mình, Moscow đã đáp trả bằng cách tịch thu toàn bộ 400 chiếc máy bay từ các quốc gia đối thủ. Thông qua việc tăng cường các thủ tục giấy tờ hay buộc các công ty phương Tây muốn rời đi phải nộp 10% giá bán doanh nghiệp cho nhà nước, Điện Kremlin đang gây sức ép lớn lên các công ty phương Tây có ý định muốn rời khỏi thị trường Nga. Chúng tôi không có cách nào để tồn tại trong môi trường Nga cũng như rất khó để rời đi. Giám đốc điều hành Philip Morris, Jacek Olejak trả lời Financial Times vào tháng 2. Hiện cả công ty Danone và Carlsberg cũng đang cố rút khỏi Nga khi gần như toàn bộ tài sản của họ đã bị tịch thu. Tháng 8, chính phủ Nga đề xuất các công ty phương Tây ở quốc gia này có thể lấy lại tài sản nếu điều tương tự được áp dụng với những công ty Nga có tài sản bị phương Tây đóng băng. Điện Kremlin cho biết họ làm điều này để giúp các doanh nghiệp Nga tránh khỏi các lệnh trừng phạt thắt chặt từ phương Tây. Do vậy, trừ khi Mỹ và châu Âu nới lỏng các lệnh trừng phạt, còn không mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên. Trước khi diễn ra xung đột Nga-Ukraine, rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đã đầu tư vào Nga. Vào năm 2011, BP, gã khổng lồ năng lượng của Anh, đã hợp tác với công ty dầu mỏ quốc doanh Rosneft, Nga, để khai thác dầu trên thềm lục địa Bắc Cực của Moscow. Tuy nhiên, ngay sau khi Nga tấn công Ukraine, BP tuyên bố rời khỏi Nga với khoản lỗ 25 tỷ đô la. Ước tính đến năm 2021, có 48.216 công ty nước ngoài đang hoạt động ở Nga. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt.